Vâng, Sở Đồ Gỗ Công Nhung xin kính chào các bác và cô chú anh chị ạ. Hôm nay là buổi chiều ngày mùng 3 tháng 2 năm 2024. Em Đồ Gỗ Công Nhung trân trọng được chào đón anh Công Hường có địa chỉ tại xã Hương Nội, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Nhà anh đúng trên đường rẽ đi Thanh Thủy đấy. Và hôm nay thì anh đã bớt chút thời gian di chuyển trực tiếp từ Tam Nông Phú Thọ lên Đồ Gỗ Công Nhung chúng em để tham quan lựa chọn sản phẩm. Sau khi lựa chọn thì anh đã chốt cho gia đình bộ ghế rổ chun, tay cột 16, đục dáng đào tiên, tay cuốn, chân móc, bộ gồm 7 món. Em lấy 2 đôn đi em. Còn một cái đôn nữa. Lấy luôn 2 đôn đi. 7 món. Sau khi ní nhé vào cái 2 đôn này. Đây rồi. Anh ký luôn đi. Thịnh anh nhóc này nhá. Và cũng như mọi gia đình là anh Công đang ký nhận toàn bộ bộ sản phẩm này. Bộ ghế rổ chun gồm 7 món. Thì sau phần ký nhận của anh thì Đồ Gỗ Công Nhung sẽ cắt kính và sẽ bàn giao trực tiếp về cho gia đình anh tại Tam Nông Phú Thọ. Anh Công rất là phong độ. Sở Đồ Gỗ Công Nhung có địa chỉ Tuyên Quang tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Địa chỉ Yên Bái tại cầu Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Kính mời các bác và cô chú anh chị bớt chút thời gian một ngày gần nhất về tham quan Đồ Gỗ Công Nhung, tham quan trực tiếp mục sở thị. Sau khi các bác và cô chú anh chị đến tham quan, ưng ý sản phẩm nào, Sở Đồ Gỗ Công Nhung sẽ hoàn thiện tất cả những bước cuối cùng để bàn giao cho các bác và cô chú anh chị tận nhà trên mọi miền Tổ quốc. Và buổi chiều hôm nay Đồ Gỗ Công Nhung cũng xin phép được dừng video giới thiệu tại đây. Xin cảm ơn gia đình anh chị Công Hường có địa chỉ tại Tam Nông, Phú Thọ về tham quan ủng hộ. Cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã bớt chút thời gian để tham quan.